quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào trưa ngày 10 tháng 9, cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trong khi đi công tác qua nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc. Do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, cán bộ công an xã Bản Cái đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về công an huyện thông báo sự việc. Đến 12 giờ ngày 10 tháng 9, những người thoát nạn đã di chuyển về trạm xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và 1 người bị thương nặng tại vị trí sạt lở. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sạt lở lớn từ trên sườn núi khiến lượng lớn đất đá tràn xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc gây sập. Theo ông Nguyễn Duy Hòa, bí thư huyện ủy Bắc Hà, nhà máy bị sạt lở ta luy âm xuống sông và nhà nghiêng đổ sụt xuống sông. Hiện nay, các lực lượng của huyện Bắc Hà chưa tiếp cận được hiện trường, nhưng lực lượng của xã Bản Cái với khoảng 50 người đã đến nơi. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích chỉ có thể thực hiện bằng thủ công, không có máy móc hỗ trợ mà mảng bê tông rất lớn. Điểm sạt lở không có đường đi vào, chỉ có thể đi bộ, không có điện, không có viễn thông, không có điện thoại, nên công tác tìm kiếm nạn nhân cực kỳ khó khăn. Chiều ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đưa một xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và người bị nạn đi theo sông chảy và một máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc. Nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc nằm trên sông chảy thuộc địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Nhà máy thủy điện Nậm Lúc được khởi công xây dựng trên dòng Nậm Lúc vào tháng 1 năm 2018. Và hoàn thành đi vào sử dụng cuối năm 2020. Công suất thiết kế 24 MW với 2 tổ máy. Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Nủ, khiến 15 người thiệt mạng, hơn 100 người đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của xã Phúc Khánh về vụ việc sạt lở đất nghiêm trọng tại địa bàn thôn Làng Nủ. Trận lũ quét sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ với 35 hộ dân, 128 nhân khẩu. Đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường, ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, còn lại hơn 100 nạn nhân vẫn đang mất tích. Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi vụ sạt lở núi xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích. Trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ông Hoàng Quốc Bảo, bí thư huyện ủy Bảo Yên cho biết. Đây là trận lũ quét gây ra nhiều mất mát thương vong rất lớn trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tập trung huy động tối đa nhân lực phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn nơi đây. Đến 20 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 17 nạn nhân thiệt mạng do bão lũ sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được 8 người bị thương đến cơ sở y tế điều trị, đang tích cực tìm kiếm 16 người còn mất tích. Theo ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở có người tử vong, bị thương và mất tích, gồm xóm Khối Ngọa, xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc. Tuy nhiên đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tiếp cận được 2 điểm Khối Ngọa và Lũng Lì. Còn tại điểm xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc hiện chưa thể tiếp cận được do khối lượng đất đá bị sạt lở lớn, bị cô lập khiến cho các lực lượng chức năng khó khăn trong các công tác cứu nạn, cứu hộ. Có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hỗ trợ người dân trong diện nguy cơ sạt lở, nhanh chóng kịp thời thông tuyến, tiếp cận hiện trường, tích cực cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng thông báo, cảnh báo các vị trí nguy hiểm,
đẩy mạnh khuyến cáo thông tin về nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra để hạn chế người và các phương tiện tham gia giao thông khi không cần thiết, thông báo cho người dân biết khu vực có nguy cơ sạt lở để di chuyển, sơ tán đến nơi an toàn. Hiện tại tình hình cứu nạn cứu hộ vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường quốc lộ 34 từ thị trấn Nguyên Bình đến xã Ca Thành, nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, có hàng chục điểm sạt lở, tắc đường nên khó đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường. Mặt khác, thời tiết vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng có mưa khiến cho mặt đường còn trơn ướt, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao. Tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, bao trùm là không khí đau thương, những tiếng gọi chồng, gọi con não lòng không ngớt. Chị Đinh Thị Niên ở huyện Tam Nông, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2004. Từ chiều ngày xảy ra sự việc nghe tin và xem hình ảnh qua camera, thấy con giữa cầu. Đêm cùng ngày, chị không chợp mắt hướng về bờ sông, khóc gọi tên con với hy vọng mong manh. Về với bố mẹ con ơi, ở dưới sông lạnh lắm. Người nhà chị Niên cho biết, tai họa ập xuống cùng lúc với gia đình khi bố của Lan bệnh nặng, đang nằm viện. Nghe tin sốc về con, bệnh nặng thêm, phải đi cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình rất đau xót. Chị Dương Thị Yến, tỉnh Phú Thọ cũng rất đau buồn khi em trai Dương Văn Chiến, sinh năm 1981, gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu. Chị nói rằng, em trai chị lái xe cho một doanh nghiệp ở Yên Bái, không mấy khi đi qua tuyến đường này. Ngày xảy ra sự việc, công ty có chuyến hàng về thành phố Việt Trì phải đi qua cầu Phong Châu nhưng không may gặp nạn. Chị Yến nghẹn ngào, em trai tôi quê Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhưng lên Yên Bái lấy vợ và sinh sống ở đó. Nghe tin chồng gặp nạn nhưng do mưa lũ nên vợ con không xuống được. Một mình tôi ra đây ngóng tin em. Từ đêm qua đến giờ, tôi thức trắng chờ tin em, không thể nhắm mắt nổi, cứ hy vọng có người báo tin thấy em tôi ở đâu đó. Còn mẹ của nạn nhân Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, khi nghe tin đã tức tốc từ Đắk Nông ra Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Thu, chủ quán nước gần hiện trường vụ sập cầu Phong Châu cho biết, mẹ của Chi ra đến đây 10 giờ đêm ngày 9 tháng 9. Chị ấy quá đau buồn, khóc gọi con suốt đêm, khoảng 15 phút chị lại ra bờ sông gọi con. Chị Thu cho hay, mỗi lần chị ấy ra gọi con, tôi theo ra động viên. Vào được một lúc, chị ấy lại xin ra khóc kêu con. Đến sáng ngày 10 tháng 9, chị không còn sức nữa, ngất lên ngất xuống và được cán bộ y tế đưa chị đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện Tam Nông. Do ảnh hưởng của siêu bão Iagi, nước sông Hồng dâng cao tràn qua bờ hàng trăm mét và ngập đến cổng của khu du lịch bãi đá sông Hồng ở thành phố Hà Nội. Theo phản ánh của người dân, đây là đợt ngập sâu nhất kể từ năm 2008 đến nay. Đến nay, nước đã dâng nhanh rất cao khoảng 2 mét so với chiều ngày 9 tháng 9 và nơi ngập sâu nhất khoảng 6 mét. Ông Nguyễn Văn Thuận, cụm dân cư số 5 phường Nhật Tân cho biết, nước lên nhanh, hiện cứ một tiếng là 20cm, chỗ vườn đào ngập ngang bụng rồi. Lâu lắm rồi mới lại ngập như thế này, nhiều cây đào gãy đổ ngập trong nước, thiệt hại quá lớn, không thể cứu được. Tại vùng bãi Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, sau cơn bão số 3, diện tích trồng cây ăn trái ở vùng bãi sông Hồng này bị thiệt hại khá lớn, khoảng đến 40%. Theo Ủy ban Nhân dân phường Cự Khối, nếu mực nước sông Hồng ở mức báo động 1 trở lên, sẽ ảnh hưởng đến 180 hectare rau quả các loại ở vùng bãi Cự Khối này. Ông Đỗ Văn Sơn, người dân ở tổ 1 phường Cự Khối cho biết, nếu mực nước sông Hồng dâng lên cao thì toàn bộ diện tích trồng cây ăn trái của gia đình ông sẽ bị ngập. Ông cho biết năm 2016 mực nước đã to như thế này rồi. Năm nay là to như năm 2016, đỉnh đấy. Đêm nay và ngày mai nữa không biết thế nào. Nước nó vào đây sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, chuối ổi hỏng hết. Dân cả năm chỉ trông vào mấy tháng cuối năm để chờ đến Tết thôi đấy mà bà con hỏng hết hoa màu. Trước tình trạng mực nước sông Hồng dâng lên cao như hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường Cự Khối đã phân công các tiểu ban, phân công trực tại các điếm canh đê và chuẩn bị các phương án để di dời người dân. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cự Khối cho biết, đối với các phương án ứng phó của phường với mực nước lũ sông Hồng dâng cao, phường Cự Khối cũng đã tập trung ngay để triển khai các phương án thực hiện nhiệm vụ đến các lực lượng và chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với các tình huống cấp thiết xảy ra. Đồng thời cũng yêu cầu người dân và các hộ sản xuất nông nghiệp chủ động thu hoạch hoa màu, di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn. Vùng nước lũ dâng lên cao hơn, gây ngập úng cho nhà dân, thì phường sẽ có phương án di dời người dân vào các nhà văn hóa, các tổ dân phố trong đê.
Do nước sông Hồng dâng cao, trưa ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội đã ban hành lệnh báo lũ, mở rộng thêm nhiều khu vực so với cảnh báo trước đó. Theo nội dung lệnh báo lũ, báo động 1 trên sông Hồng hồi 11 giờ 10 phút ngày 10 tháng 9 tại các địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Hiện nay, lũ trên sông Cầu qua Sóc Sơn, sông Bùi qua Chương Mỹ, sông Tích qua Quốc Oai ở thành phố Hà Nội đã vượt báo động 3, mức báo động khẩn cấp. Trên sông Hồng, mực nước đo được vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 10 tháng 9 qua Long Biên là 9,5 m, ngang mức báo động 1. Do mực nước trên sông Hồng dâng cao lên báo động 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng quyết định cấm tất cả phương tiện qua cầu Long Biên từ 15 giờ ngày 10 tháng 9 cho đến khi đảm bảo an toàn. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở đã quyết định cấm xe cộ qua lại cầu Long Biên 2 chiều cho tới khi nước lũ trên sông Hồng rút và đảm bảo an toàn. Về phương án phân luồng giao thông xe cộ, nhu cầu đi qua cầu Long Biên lưu thông theo các cầu Trương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Chiều ngày 10 tháng 9, lũ sông Hồng đã lên báo động 1 9,5 m, cao nhất là báo động 3. Từ năm 2008 đến nay, lũ mới lên cao như vậy. Với lệnh cấm này, người đi bộ, đi xe đạp, xe máy, xe ba bánh không được qua cầu nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên. Trước đó, trong sáng ngày 10 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã cấm xe khách, xe hợp đồng, xe ô tô du lịch trên 9 chỗ, ô tô tải trên 0,5 tấn chạy trên cầu Trương Dương qua sông Hồng từ 8 giờ 30 phút do lo ngại mất an toàn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!